Mến chào quý bà con và các bạn trở lại với kênh Liên Nguyễn và nhà vườn của Dương nha bà con. Hôm nay tiếp tục mình giao lưu hoa giấy thành phẩm đẹp nha bà con ơi. Có một số cây khủng nha, rồi mình mời bà con và các bạn cùng gặp Dương để chi tiết hơn ạ. Dạ chào bà con đang xem kênh của anh Liêm nha. Hôm nay em có một số hoa giấy tông cao, thành phẩm tông cao giao lưu với bà con nha bà con. Em bên em là bao sống bao ship toàn quốc luôn. Là đầu tiên là cây số 1 là cây cẩm thạch Sakura phớt hồng lá nhuyễn. Dạ. Quá đã luôn, cây đang bông. Chiều cao là 85. Hoành là 16 hơn, 16 hơn nha bà con. Cây này em xin giao lưu là 400.000. Cây chia được 3 tầng. 400.000 bao ship luôn. Tàn còn ra nhiều lắm. Rồi em xuống mã số 1. Tiếp theo là mã số 2. Là cam lửa. Cam lửa. Đó, cây ra bông lởm chởm nè. Dạ, đang ra hoa nha bà con, tại mới khuôn tàn lại. Chiều cao của cây là 1m05 nha. Cây khá là cao. Hoành là 14. Tán ngang là 59. Cây này em xin giao lưu là 480.000. Bao sống bao ship toàn quốc luôn. Chén cây tông cao. Dạ. Một cốt nha bà con. Tiếp theo là số 3 là tím lửa. Tím lửa cũng đang mới con tàn ra. Trời. Cao 95. Hoành 13. Tán ngang là 48. Cây này đế sổ. Dạ. Quái luôn à. Cây này là 400.000 bao ship luôn. Mã số 3. 400.000 bao ship. Một cốt lắc lượng. Tiếp theo là mã số 4. Này là màu gì? Số 4 là tím lửa luôn nha. Cao 1m21. Một cốt bự. Hoành là 17 hơn. Tán ngang là 63. Cây này là 500.000 nha bà con. Bao ship luôn. Mã số 4 500.000 bao ship luôn. Quá trời luôn à. Rồi. Tiếp theo là cây mã số 6. Cũng là tím lửa luôn. Chiều cao là 1m03. Hoành là 13. Tán ngang là 43. Cây này em xin giao lưu là 400.000. Rồi. Mã số 6 400.000. Cây tông dáng cao to nha bà con. Quá trời lực cây luôn. Tiếp theo là mã 7. Cam lửa. Chiều cao là 1m03. Hoành là hơn 13. 13 hơn. Tán ngang của nó là 50. Cây này em xin giao lưu là 450.000 luôn. Cây này cũng chấm chấm nụ nè. Này mình về giao lưu bà con mình không có sợ rụng hoa ha. Dạ. Cây đâu. Này 450.000 mã số 7. Nó chưa có hoa cho nên là đâu có rụng được. Tiếp theo là mã số 8 là cây cam lửa. Chiều cao là 95. Hoành là 15. Tán ngang của nó là 63. Cây này như em đo lộn dây sao 95 được. Coi lộn đầu hay gì nè. Có 9. Ủa. Cao từ xin lỗi nha bà con. Mã số 8 này chiều cao của nó tới 1m03 đó. Hoành là 15. Tán ngang của nó là 53. Cây này em xin giao lưu 480.000 luôn. Cây này về bà con mình dưỡng thời gian là cái phần. Dạ, nó ra bông rất là đẹp, cây to lắm nha bà con, mình thay chậu vô là mình để là đẹp lắm. Tiếp là một cây mã số 9. Bầu rễ rất là đẹp. Cam lửa.
Chiều cao của nó là 1m21. Hoành thân của nó là 13. Đế sổ sạch đẹp. Dạ, đế sổ dài luôn, 33 luôn cô chú chị ơi. Lãi luôn. Dạ, cây này em xin giao lưu là 550.000 luôn. Cái phôm tàn rộng luôn các bạn, chưa đo tàn ngang. Dạ, tán ngang của nó đó. Tán ngang của nó là 65. 65. Cây chớm chớm nụ. Cây rất là to nha bà con, thấy vậy chứ ở ngoài nó to nó nặng lắm. Rồi, cam lửa. Số 9. Cam lửa mã số 9 là 550.000. Tới mã số 10. Tím lửa. Chiều cao là 1m đi, tính như 1m đi trừ hao nha bà con. Hoành thân của nó là 17. Hoành 17, một cốt. Tán ngang của nó là 63. Cây này là 500.000 luôn, bao sống bao ship toàn quốc. Cây này gửi xa là yên tâm, là không si. Dạ. Nè. Mới chớm thôi, đặt non. Em xuống mã 10 nha. Tiếp theo là mã 11. Để cái cây vậy là anh hết đi tới luôn. Đó. Rồi, mã 11 tiếp theo. Chiều cao của nó là 1m, đúng 1m luôn. Cây này là tím lửa nha bà con. Hoành 17. Tán ngang của nó là 56. Cây này em giao lưu là 550.000, bao sống bao ship luôn. 550. Tím lửa. Tím lửa. Rồi. Tiếp theo là mã 12, cam lửa. Chiều dài của nó là 99. Gần 1m. Hoành của nó là 14. Tán ngang là 47. Cây này là 400.000 luôn, bao sống bao ship luôn. Mã 12 400.000. Ok. Tiếp theo là mã 13. Cam lửa luôn. Chiều dài của nó là 1m12. Hoành là 13. Tán ngang là 51. Cây này 450.000, bao ship luôn. Cam lửa. Dạ, mã 13 450.000. Toàn cây khủng không nha bà con. Tiếp theo là mã 14. Tím lửa. Chiều cao của nó là 1m12. Hoành thân của nó là 14. Tán ngang là 56. Cây này em giao lưu là 500.000, bao sống bao ship luôn. Mã 14 500. Okay. Bao sống bao ship, một cốt. Tìm mấy cái cây tông dài vậy rất là khó nha bà con. Này nó dài cái phơm nó xè như tiếp cái theo dù. Là mã 15. Xè như cái dù, cái mã 15 là cam lửa. Chiều cao của nó là 96. Hoành thân là 16. Tán ngang của nó là 57. Cây này em giao lưu 400.000 luôn, bao sống bao ship luôn. Rồi. Tiếp theo là mã 16, một cây một cốt luôn. Coi phơm nó gọn gọn chứ nó. 16 là tím lửa. Chiều cao là 1m15. Hoành thân của nó là 13 hơn nha bà con. Tán ngang là 50. Cây này em giao lưu là 500.000 luôn, bao sống bao ship toàn quốc. Rồi. Quá đẹp. Cây dáng một cốt, phốc thân cao. Tiếp theo là mã cuối cùng là mã 17. 17. 17 này là cam lửa luôn.
cao 95. Hoành cổ của nó là 12. Tán ngang là 53. Cây này em giao lưu là 450.000, bao sống bao ship mã cuối cùng. Rồi. Dạ, cảm ơn quý bà con đã xem hết clip và ủng hộ em dạy như kênh của anh Liêm nha bà con. Chào bà con. Rồi, cảm ơn Dương Nguyễn nha và hẹn gặp lại bà con những clip tiếp theo. Mọi chi tiết bà con giao lưu những cái cây to cũng như vậy thì bà con có liên hệ với số điện thoại góc trái màn hình để gặp trực tiếp nhà vườn nha. Còn rất là nhiều bà con ơi. Nhưng hôm nay lên có 17 cái mã số vậy thôi ha. Rồi bye bye bà con nha.